Hoàng Quân và Kiều Trâm xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump mở lại các cuộc họp báo về tình hình đại dịch COVID-19. Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Hai, ông dự định nối lại các cuộc họp báo hàng ngày tại Tòa Bạch Ốc để tường trình về tình hình đại dịch COVID-19 đang gia tăng. Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên ở phòng bầu dục rằng cuộc họp đầu tiên có thể ngày hôm nay, thứ Ba ngày 21 tháng 7, bắt đầu lúc 5 giờ chiều giờ miền Đông Hoa Kỳ. Qua các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy hầu hết người Hoa Kỳ không tin vào thông tin liên quan tới COVID-19 từ Tổng thống Trump. Thay vào đó, có niềm tin hơn vào các tuyên bố từ các chuyên gia y tế như bác sĩ Anthony Fauci là giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia. Một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac công bố hôm thứ Tư tuần trước cho thấy chỉ có 30% cử tri tin tưởng thông tin từ Tổng thống Trump về COVID-19 và 67% thì không tin. Chính quyền của Tổng thống Trump sẽ điều động cảnh sát liên bang đến những thành phố bất ổn. Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai tỏ dấu hiệu là sẽ điều nhân viên thực thi công lực liên bang đến Chicago, thành phố New York, Philadelphia và những thành phố lớn khác khi đe dọa sẽ đàn áp hơn nữa tình trạng bất ổn hiện đang diễn ra trên khắp quốc gia. Tổng thống Donald Trump đã nhắc đến tình trạng bạo lực tại Chicago và thành phố New York, hai nơi đang chứng kiến những vụ nổ súng gia tăng trong những tuần gần đây. Tổng thống đã đổ lỗi cho các viên chức tiểu bang và thành phố hạn chế cảnh sát phản ứng mạnh mẽ hơn. Chính phủ dự tính điều động 150 cảnh sát liên bang đến Chicago vào tuần này, trong khi mà phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kelly McEnany chia sẻ trên Fox News rằng Bộ Tư pháp và Bộ Nội an sẽ thực hiện kế hoạch hành động cụ thể trong việc huy động nguồn tài nguyên liên bang vào cuối ngày hôm nay. Lãnh đạo dân chủ và các nhóm dân quyền phản đối sự hiện diện của lực lượng cảnh sát liên bang. Thị trưởng của thành phố Parkland, ông Ted Wheeler của dân chủ cho rằng sự hiện diện của lực lượng cảnh sát liên bang gây ra nhiều bạo lực trong thành phố và kêu gọi rút lực lượng này đi. Thống đốc của tiểu bang Oregon, Kate Brown của dân chủ cũng kêu gọi chính phủ rút nhân viên liên bang ra khỏi Parkland. Và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Ellen Rosenblum của Dân Chủ đã khởi kiện các cơ quan cảnh sát liên bang về việc giam giữ người biểu tình. Về phần mình thì Tổng thống Trump vào thứ Hai lập luận rằng cảnh sát liên bang ở Parkland đã làm rất tốt công việc và tố các lãnh đạo Dân Chủ ở những thành phố trên không chịu hành động để ngăn chặn bạo lực. Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tranh cãi về dự luật ngân sách trợ giúp kinh tế vì COVID-19. Người lao động bị mất việc làm ở Hoa Kỳ hiện đang đứng trước thời điểm quan trọng khi chỉ còn hơn một tuần nữa thì những chính sách hỗ trợ bổ sung của chính phủ nước này nhằm đối phó cuộc khủng hoảng mất việc làm do đại dịch COVID-19 sẽ hết hiệu lực. Các khoản chi 600 Mỹ Kim mỗi tuần đã giúp giảm nhẹ những tác động đối với hàng triệu lao động Hoa Kỳ bị sa thải. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến mọi hoạt động kinh tế ở nước này đã bị đóng băng. Tuy nhiên, Quốc hội chỉ gia hạn hỗ trợ cho đến ngày 31 tháng 7. Trong bối cảnh mà việc làm chưa được phục hồi, các nhà lập pháp đang cùng bàn thảo tại Washington về những việc cần làm tiếp theo. Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc cắt giảm thuế lợi tức đối với người lao động, trong khi đảng Dân Chủ lại muốn gia hạn các khoản hỗ trợ này. Hạ viện của Hoa Kỳ bỏ phiếu cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Vào ngày 20 tháng 7, Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ một dự thảo nghị quyết cấm các nhân viên liên bang tải ứng dụng TikTok ở trên các thiết bị của chính phủ. Với 336 phiếu thuận và 74 phiếu chống, đa số các vị dân biểu đã ủng hộ dự thảo nghị quyết do dân biểu Cộng hòa Ken Burke đề xuất. Dự kiến thì Hạ viện sẽ chính thức thông qua dự thảo nghị quyết vào ngày hôm nay 21 tháng 7 trước khi chuyển cho Thượng viện phê chuẩn vào cuối tuần này. TikTok là một ứng dụng chia sẻ video ngắn thuộc sở hữu của hãng công nghệ khổng lồ ByteDance của Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ đang ngày càng lo ngại nguy cơ thông tin cá nhân người dùng có thể rơi vào tay chính quyền Trung Cộng. Để thay thế TikTok thì ứng dụng Instagram đang lên kế hoạch cho ra mắt một tính năng tương tự trong vài tuần tới để phục vụ người dùng tại Hoa Kỳ và khoảng 50 quốc gia khác. Tổng thống Trump chi hơn 50 triệu Mỹ Kim cho chiến dịch tái tranh cử. Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ công bố ngày 20 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã chi hơn 50 triệu Mỹ Kim cho các cuộc vận động tranh cử trong tháng 6 vừa qua. Tính tới hết tháng 6, tổng số tiền mà Donald Trump bỏ ra cho các hoạt động quảng bá và vận động tranh cử là 113 triệu Mỹ Kim. Cũng theo thống kê trong tháng 6, đối thủ của Tổng thống Trump là cựu phó Tổng thống Joe Biden đã chi 37 triệu Mỹ Kim cho các cuộc vận động.
Tính đến hết tháng 6, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã chi tổng cộng gần 109 triệu Mỹ Kim, chỉ kém tổng thống Trump 4 triệu Mỹ Kim. Theo số liệu được công bố bởi tổ chức Wesleyan Media Project, chuyên theo dõi chi tiêu trong tranh cử ở Hoa Kỳ, trong khoảng thời gian từ 11 tháng 5 đến 28 tháng 6, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã chi tiền cho 50.000 quảng cáo trên khắp cả nước, trong khi phía ông Biden chỉ trả tiền cho 3.100 quảng cáo. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán chiều nay có các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones ngày hôm nay là 26.841.16 điểm, tăng 160.29 điểm. Chỉ số Nasdaq ngày hôm nay là 10.680.36 điểm, giảm 86.73 điểm. Chỉ số S&P 500 ngày hôm nay là 3.257.31 điểm, tăng 5.47 điểm. Và phân lời công cổ phiếu 10 năm là 0.6070, giảm 0.013 điểm. Giá dầu thô ngày hôm nay là 41 đồng 76 sen, đã tăng 0.95 sen cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 1.841.80 sen cho một ounce, tăng 24.40 sen cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 51.150.000 đồng một lượng, bán ra là 51.450.000 đồng một lượng. Và tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 23.260 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.